Cái hồi đó thủ công đơn không điểm. Chết cha, nó lòi cái lỗ lủng rồi. Trời ơi, cứu tôi. Bất lệ luôn rồi nhau. Dán cái này trước sinh nhật hơi khắc khổ. Chưa có dán. Ba. Kệ anh ta đi, không anh ấy giữ đi, mệt quá. Ghê quá trời. Rồi xong. Xong. Thôi gì giống chó cạp vậy. Cắt chỉ luôn. Nope. Ở chút chá. Cắt chỉ luôn. Nhưng mà sẽ cẩn thận là không cắt chỉ. Cắt chỉ là xong luôn. Xong cái đèn luôn. Bà trò đã rồi. Cắt rồi. Xin gì biệt cái đèn cả. Cô giáo mới nhắc xong cắt chỉ liền lập tức. Hồi nãy cô giáo đừng nhắc là mình đâu có cắt. Trời gì mà đổi thương cô giáo luôn rồi. Không phải, cơ bản cái kéo này nó lục quá nè cô. Nè thôi bớt đổi thừa nè. Cái này bén nè. Bây giờ cắt đủ tư thế mà nó mới dính nè. Không sao, cùng lắm cái đèn của nó sẽ méo một chút thôi. Phải cắt nó sát thì sát hả cô? Dạ, cắt sát vào. Đúng rồi nè, cái kéo này đúng kéo rồi nè. Đúng cái kéo bén rồi đó, cắt thêm cọng chỉ nữa nè. Cái kéo kia là giống kéo gài á. Thì anh làm để cho có cái để quay mà. Làm để cho chứ không có cần đẹp. Thì góp vui mà, góp vui chương trình mà. Chắc hồi đó thủ công đơn không điểm. Dám đâu đó là thủ công là bỏ quà luôn. Thủ công là coi như thầy giáo nó ra khỏi học luôn rồi. Chết cha, nó lòi cái lỗ lủng rồi. Bất lệ luôn người nhớ. Bắt đầu từ ở đây xong rồi cắt xuống dưới nó sẽ dễ hơn. Từ đây. Nãy giờ cô cũng nói. Nhưng mà bắt đầu từ khoảng giữa này. Nãy giờ cô nói là cắt được rồi, để giờ cô cho mò quá. Hết sức tình tệ, gọi được không cô? Ổn ha? Dạ cũng. Dạ cũng. Cũng chấm chấm. Không ai chỉ mình xuống chiều. Còn đi hy vọng. Còn một em nữa thôi là nó đi nữa rồi. Chết rồi cô ơi, mẹ làm đùng rồi. Cái này nó bị bung. Nó bị gập lại. Chứ không sao hết trơn. Nó bị gập lại. Có vẻ hai đứa nhỏ này nó hợp cái này nè. Làm say mê. Say mê làm cũng nói mình có người không say mê cũng bị làm nữa. Hàng trò này làm mình hên quá. Chắc phải trừ điểm quá. Biết sao làm cho xấu không? Cố ý đúng không? Cố ý. Nếu mà mình không bà không làm xấu thì mình sao thấy mấy cái kia đẹp. U là bà bóp cố ý lại. Mẹ nghe mẹ. Mẹ nghe. Thì anh nói là cái của ba xấu nhất. Chậm nhất nói vậy ba buồn. Cái của ba đỡ đẹp nhất. Thử. Yeah. Wow, quá đã hoàn thành rồi. Tâm cảm quá. Chú làm đẹp không? Dạ không. Ừ, quá đẹp luôn. Mẹ là mẹ của ba. Thôi cắt luôn. Cái gì vậy ông nội? Đẹp quá vậy con. Wow. Trời ơi, Vân Anh làm đẹp quá. Thua ba con chút xí. Nói chung là cái đèn này nó sẽ nó có đẹp một cái đèn nét đẹp khác. Tức là nó có nó một cái nét đẹp phối màu. Nét đẹp tay quay. Không. Hai cái màu mà nó cực hợp với nhau và nó hòa quyện vô. Khi nó hòa quyện vô rồi
Tuyệt vời, tuyệt vời. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Thái độ. Lát lên thì con sẽ thấy. Con cũng màu tím, ba cũng thích màu tím nè. Hai mẹ con mình làm gần bằng nhau rồi đó. Rồi, đầy giá rồi ạ. Đưa cái rùm ra. Ảo thuật David Copperfield. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thiệt tình đó. David Copperfield. Người ta chậm. Người còn làm màu nữa. Có hai cái màu, một bên là mặt bóng và một mặt này là mặt không bóng. Vậy thì mình nên đưa cái mặt bóng vào hay mặt không bóng? Thì ba thích bóng hay không bóng? Không. Với chất liệu bên này là nó không bóng, cho nên nếu mình đưa chất liệu bóng vào nó sẽ bị chọi và nó sẽ tạo thành một cái tương phản. Tầm bậy. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Mặc dù mình ai nhìn cũng sẽ cảm giác là cái màu bóng nó sẽ vô đây nó rất là đẹp, đúng không? Không. Nhưng mà nó vô đây nó rất là kỳ. Rồi sao? Tóm lại, chơi môi tiếp. Tóm lại là mình sẽ... Dán cái này trước sinh nhật hơi khắc nghiệt. Chú có dán. Thôi là ba. Kệ anh ta đi, hồn anh ấy giữ đi, mệt quá. Ghê quá trời. Tụi hai cái mông nó phối lại hơi căng. Xèo. Giờ ba làm màu xanh đột chuối đi. Ba lựa cái nào mà vừa có màu cam vừa có màu tím. Có lắm, đúng có. tự làm cho mình khó không à. Đấy, tương đối được. Rồi thôi vậy đi, quyết định vậy đi. Lựa thêm một cái cho nó sáng tạo đi. Này nè ba, chán mà điền quá à. Thôi cho một cái vàng đi đúng không? Nè, thì cái đầu tím cái đuôi cam. Một màu trên một màu dưới. Chỉ có những người sáng tạo mới có thể nghĩ ra những cái màu nó độc đáo vậy. Nó bước theo cái vết xe đổ của ba nha con. Màu tím mà đi xanh lá là hơi sáng đó. Màu tím mà đi với màu cam. Nó sai rồi đó Dân Anh ơi, nghe là ba đi nghe. Nó ướm mình chưa? Nghe đi con, ráng ba thua con cũng phải thắng chứ. Đây, để ba lấy cho con một cái màu nè. À, con để này lên thử nè, ba nói con nè. Đây là màu cam. Thấy chưa? Giống trong phim chiếu hiệp không? Ừ, là chán ba thiệt chứ. Không, thiệt ra là nguyên lý là màu cam với màu tím là đi đâu đúng đó. Đúng vậy, sợ đúng luôn á. Nhưng mà không phải trường hợp nào đâu, đúng.